先不要打，那个先不要打，先放着。那个徒弟，你去拿个黄色的大戟，我直接去拿个乌头，你去拿个黄色大戟。那个再来个人跟我去一下那个乌头，跟我来，再来个人跟我去拿蓝色的。花花，花间。直接打。无法运攻，你先去把门开一下。受损，无法运攻。木鸡鸡，直接打一下这个藤鞭，帮忙打一下这个藤鞭。太准了，够不着，太准了，够不着。上海人，好了。那个陆木有三分，你这边等一下，你这边等一下，乌头还要再炸一波。请面对目标。然后侧哥，你再去大吉那边等一下，大吉那边还要再拿一个。这个风猫去了，风猫那你去一下。哎，陆木有三分，直接拿。哎，这个妍希，这个来。拿一下，大敌再去一个人拿一下。哎，乌头谁拿了？过来，乌头拿了过来。那个花花过来，先把这个消掉，先把这个门开了。这里，我这里红谷位置，走过来，红谷位置。过来直接开一下，然后那个徒弟，你拿了大几条？侧哥，你带一下。这里先把这个门消掉，先把这个门开了。那我再去拿一下。走，你去消一下，跟黄色消一下。这个你跟我过来，我们去拿一下品红。你在品红是吧？行。然后最后一个那个。最后一个勾纹再去个人拿一下，勾纹消完了之后再去拿一个勾纹。走。最后一个勾纹拿了的人再去拿一下勾纹。走上。打呀，车哥，你打啥呢？咋没见他掉血啊？差点都要被这藤鞭打死了。开完圣手，那就把老一打了吧。等一下开完了你再退。勾纹有人拿了吧？好，来，进。那个拿勾纹的进来，那个谁，红之进来。好了，那个苏木秋，现在你要换的话可以去换。你现在去换，我们先把老一打了。走，我们先把老一打了。直接打，好掉了，毒物等下驱散一下。哼，吞一下，有吞吗？有吞，吞一下。我也不想打一啊，但老一先打掉吧，打掉之后等下直接去老六，老一打完之后直接传送老六。
一二就是顺的，直接等下直接团团老掉。马上毒咬，准备转火，转火一下。 都缺了，躲一下红圈，降输出。我感觉够。BOSS 脚底下爆塔， 等下喷日月可以直接喷 ，BOSS 脚底下爆塔。老黑这里，老黑这里，走了。 lưu lưu học ai vậy? Này, lại đang nhìn lên có ai? Ai? Thả cho bà lên nói chuyện gì khó đả được, để anh biết chuyện gì chuyện nào được. Bét mình chẳng biết sợ con bét nào bây giờ nhờ biết con nào sợ con đấy sợ hết thôi không phải cái cục mà 100% nổi à sợ con nào sắp hết hạn mẹ rồi còn được 6 ngày ừ cắn đại cắn lên thì nó vẫn có thời hạn là 6 ngày mà họ cho là con nào mà lười đi chết đây con mèo gì mà cho nó ăn cá nướng này con gì con hỏa ly hỏa ly phải nuôi có cấp mệt phải đi hồi hộ ủa đâu hồi hộ đâu có tính con là con đi phòng tam ừ con đi nhà lười phải đi ờ thấy à完了。哎呀，哪里呀？哪里呀？能分的，面改开了，还挺累。这是哪里的鸟？我想去看龙队。哎，一挪给一挪，老对了。我等一下，把人家给挪的，这挪给榴莲玉红，哪里的？ 就想着花色。nên đi lão bản hay là đi đánh nhà? Đi đánh, cái tệ thiết gì sao? Ơ kìa. Nhưng mà làm cái gì? Đánh cái gì? Phổ thông à? Đánh thùng. Chứ phổ thông làm gì? Tháng nào mà anh AM đã bà? Trường Camon. Phải đi lại lập trường Camon nữa. Ừ, ngoài trước chơi trường Camon luôn mà. Ở bên server này luôn á. Không, tôi ở Đài Loan. Ở Vãi Lì. Nhưng hôm nay chiều quay về server quốc tế làm gì? Bảo là có thể chuyển à. Chuyển định lập nghiệp ở bên server mới à? Hay là server đấy à? Không có.